nhiêu tuổi kìa. Cái gì? Trời ơi, linh quá má. Nhà bà có đồ dơ. Nhà của tôi có những thứ không sạch sẽ. Con thấy cô làm vậy cái nhà nó ghê quá cô ơi. Cái gì đây cô chị? Cô chị lấy cái nhà cô chị cắm vô cuốn họng cô chị chết cho con coi. Emoji cùng xóm sân si.